Subaru. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn về showroom ghế massage mới tinh kinh tình, một showroom ghế massage mà đội ngũ nhân viên của công ty Luxury vô cùng mong đợi và không biết mời các bạn vào cho tôi xem hàng hóa xem như vậy có gì. Showroom này tôi đang làm xong khoảng 98% thôi, các bạn họ đang làm nội dung cuối cùng, đúng không ạ? Thì với mong muốn mang đến khách hàng cái trải nghiệm vượt trên cái sự mong đợi, cho nên là chúng tôi đã liên tục nâng cao các tiêu chuẩn về phục vụ của mình. Thì với một showroom rộng rãi và mang đúng theo cái phong cách của Fuji Luxury toàn cầu, phong cách chuẩn nhật thế này, tôi hy vọng là sẽ mang đến khách hàng cái trải nghiệm vượt trên cái sự mong đợi khách hàng. Và một showroom rộng rãi như này thì sẽ có rất nhiều sản phẩm để cho mọi người có thể tham khảo, để cho mọi người có thể lựa chọn. Và đến với showroom của Fuji Luxury, đến với Fuji, các bạn sẽ thấy đây tôi có khẩu hiệu tận tâm đầu tiên ạ, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là đạo đức, tiếp theo nữa là chính trực. Tại sao như vậy? Bởi vì chúng tôi luôn phục vụ khách hàng với một cái tâm thế tốt nhất, một cái tâm thế làm sao khách hàng sẽ hài lòng nhất có thể, đúng không? Đạo đức tức là chúng tôi sẽ không bao giờ tư vấn cho khách hàng những cái không đúng sự thật, không đúng sự thật. Ví dụ như là những cái sản phẩm nào tính năng như thế nào, những cái sản phẩm có bảo hành bảo trì ra làm sao, chúng tôi sẽ luôn tư vấn cách chính xác, đầy đủ và chuẩn mực để khách hàng có cái nhìn nó tổng quát nhất, chứ không nói quá về sản phẩm, không nói quá về tính năng của sản phẩm, không nói quá về công dụng của sản phẩm đó. Và chính trực tức là tất cả mọi thứ khi khách hàng đến với Fuji Luxury thì từng sản phẩm, đúng không ạ, từng mặt hàng công ty phân phối ra sẽ rõ ràng tất cả mọi thứ về nguồn gốc xuất xứ, về tính năng, như tất cả mọi thứ, để làm sao là khách hàng có một cái nhìn nó chân thực nhất về sản phẩm. Và với một showroom rộng như thế này, hiện nay thì tôi chưa bày hết hàng đâu, đúng không? Chiều nay xe hàng của kho sẽ lại tiếp tục vận chuyển các cái mẫu ghế khác lên đây, thì chúng tôi sẽ có khoảng tầm khoảng 14 đến 15 model ghế đặt tại showroom này và một số các sản phẩm nhỏ khác, ví dụ như là showroom bụi, đúng không? Đó, thì để khách hàng thêm rất nhiều trải nghiệm của sản phẩm, ví dụ như bình dân như là mẫu FC350, đúng không? FC250 hay là một số mẫu ghế rẻ khác, hay là sản phẩm tầm trung như là 999, tầm cao cấp như là S600. Mình có tên là S600 các bạn, S600, Queen S600, đúng không? Chuyên bán S600. Hay là những cái cao cấp ví dụ như S650, phiên bản Luxury, đúng không? S650 là Luxury, S800 này các bạn này, đó, chiếc ghế đến từ tương lai. Và đặc biệt ở đây tôi sẽ có chiếc ghế nhập khẩu của chiếc tỉnh Nhật, ví dụ như mẫu Osaki Bullet Platinum này, đúng không? Mẫu ghế nhập khẩu nguyên chiếc chính ngạch từ Nhật Bản, đó. Thì tôi hy vọng là với cái showroom này sẽ mang đến khách hàng cái trải nghiệm vượt trên sự mong đợi của khách hàng. Và mọi người hãy ghé qua 1169 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Việt Trì để trải nghiệm về một sản phẩm, một dịch vụ và một tiêu chuẩn mới về ghế massage, về chăm sóc sức khỏe, đúng không ạ? Ok, xin chào các bạn, tôi là Châu Huy. Đấy, hết rồi.